Kính thưa quý vị, anh chị, bệnh da liễu, nấm ngứa ngoài da là nỗi lo của nhiều người khi chúng ngày càng trở nên phổ biến, gây ra không chỉ sự ngứa ngáy, khó chịu cho người bệnh, mà đôi khi còn rất là khó điều trị dứt điểm và để lại những biến chứng cho người bệnh. Và hiện tượng càng ngứa lại càng gãi, thì da lại càng bị tổn thương và vùng ngứa lại càng nhanh lan ra. Đó cũng là một trong những cái biểu hiện và cũng là những cái tình trạng mà chúng ta hay gặp phải. Và có rất là nhiều anh chị khi điều trị bệnh, khi thấy hết ngứa là dừng bôi thuốc, dẫn đến một thời gian sau thì bệnh lại tái phát và khó điều trị hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vi nấm chúng kháng thuốc và sau này khi chúng ta dùng các loại thuốc khác thì rất là khó để điều trị và tiêu diệt các cái vi nấm này. Và anh chị cũng đã tìm và cũng đã thử rất là nhiều các cái phương thuốc, các bài thuốc khác nhau. Cũng có một số anh chị thì cũng đã đi khám về da liễu và dùng thuốc Tây. Tuy nhiên thì cũng có một số người vẫn còn chưa có khỏi được bệnh. Vậy thì anh chị cũng có thể tham khảo và tìm hiểu kem bôi da thuần mộc của Thanh Mộc Hương. Các cụ cũng đã nói rồi, có bệnh thì vái tứ phương, đúng không anh chị? Nếu như mà chúng ta dùng các loại khác mà chưa có khỏi thì chúng ta cũng có thể tham khảo loại này. Kem bôi da thuần mộc có thành phần hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên như cây ké đầu ngựa, cây long não, cây hoàng bá, xà sàng, đại phù huỳnh, thảo quyết minh và nhiều vị thuốc gia truyền khác. Thì với thành phần 100% từ thảo dược thiên nhiên này thì nó sẽ không có gây lại những tác dụng phụ và sử dụng được với cả những trẻ nhỏ. Và công dụng của kem bôi da thuần mộc thì dùng cho các chứng bệnh ngoài da như lăng ben, hắc lào, ghen nở, nước ăn chân tay, chốc lở hay mẩn ngứa, các loại nấm da như nấm da đầu, nấm móng, nấm kẽ, côn trùng đốt, viêm lỗ chân lông, viêm da cơ địa, viêm nấm ngoài âm đạo, hay là trẻ nhỏ hay bị chàm sữa thì chúng ta dùng cũng rất là hiệu quả. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi. Trước khi bôi thì anh chị cần vệ sinh sạch sẽ vùng da gần trị liệu bệnh nấm móng chân hay nấm móng tay thì nên ngâm bằng nước muối loãng hay nước lá trầu không để được hiệu quả cao hơn. Sau đó thì anh chị để lau khô và xoa một lớp mỏng lên vùng da cần điều trị ngày từ 1 đến 2 lần. Và sau khi chúng ta điều trị khỏi rồi thì anh chị nên bôi kem thêm 1 đến 2 tuần nữa để bệnh được khỏi triệt để. Và cũng xin khuyến cáo tới với quý anh chị và các bạn thì hiện tại cũng trên thị trường cũng có rất là nhiều những nơi cũng có đang bán khắp tràn lan ở các trên mạng xã hội về kem bôi da thuần mộc này. Trước tiên thì anh chị cũng nên kiểm tra bao bì rõ ràng, đầy đủ và chắc chắn. Và trên hộp của sản phẩm thì sẽ có một tem kiểm định chất lượng. Anh chị có thể cao. Ở đây ạ, trên đây thì có một cái mã cào giống như là cái cào thẻ điện thoại. Thì anh chị có thể dùng móng tay và cào ra. Thì trên đó sẽ có một dãy số mã xác thực. Anh chị có thể nhắn tin theo cú pháp đó là XT dấu cách và mã số anh chị cào ra được. Sau đó anh chị gửi tới đầu số 8137. Đó, trong tin nhắn hiện lên nội dung thông tin đó là sản phẩm chính hãng thì anh chị hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng. Sản phẩm này chính là sản phẩm chính hãng của nhà thuốc Thanh Mộc Hương. Hạn sử dụng cũng như ngày sản xuất thì anh chị có thể xem ở trên tip của sản phẩm đây ạ. Đó, đây ngày sản xuất và ngày hạn sử dụng rất là rõ ràng. Giá bán của sản phẩm là 190.000 đồng. Anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới sản phẩm thuần mộc qua số điện thoại trên màn hình.